Nhà vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023. Thì nhà em hôm nay có một lô hàng mới về, nho tứ quý và nho 12 vụ về như này đây ạ. Thì em sẽ quay cho mọi người xem các cái cây và chiều cao đo thông số cho mọi người xem nhé. Thì giá rất là rẻ, lô hàng này về thì rất là rẻ thôi. Ai cần mua cây thì liên hệ với em, số điện thoại 0967439699 nhá. Thì em sẽ vào việc luôn và đo cây báo giá cho mọi người nhá. Thì đây, trước mặt mọi người đây là những cái cây nho tứ quý nhá. Nho tứ quý vừa về em còn chưa tháo băng dính này. Cái cây này nó gốc 2 phân nhá mọi người. Thân của nó là 2 phân. Thân 2 phân nhá mọi người nhá, đang hoa này. Đó, đang hoa. Đang hoa rất là nhiều nhá. Có cái các cái cây nó có quả nhỏ và các cây thì đang hoa. Và chiều cao của cây nó cao hơn em luôn á. Nó cao tầm 1m6 cả chậu nhá. Cái chậu này thì nó cũng bé bé thôi. Rồi trong cái chậu nhỏ ấy mọi người, cho nên là vận chuyển cũng rất là ok nhá. Em để cho mọi người là 580.000 một cây. 580.000 một cây. Và có những các cái cây nó thoát thân rất là cao luôn ạ. Có những các cái cây nó thoát thân rất là cao như thế này. Nó không có đế nổi đâu ạ. Hàng vừa về thì mấy hôm nay em bận quá, cũng chưa nhìn hàng họ như nào cả. Nó không có đế nổi đâu nhá mọi người nhá. Không có đế nổi. Nhưng mà được cái là cây rất là già và đều đang có hoa. Cây nào đang hoa đang trái rồi. Đang hoa đang trái rất ok rồi nhá. Thì đây, một lô rất là đẹp, 580.000 là chưa có phí ship nha mọi người. Một cây này thì em sẽ thu là 50.000 tiền ship. Thu 50.000 tiền ship nhá. Cây rất là đẹp. 2 phân, tuần 2 phân đến 2 phân rưỡi đấy mọi người nhá. Đó, 2 phân đến 2 phân rưỡi. Em không đánh số đâu. Nó đều đều như nhau. Còn nếu như mà ai muốn ôm lô thì em để cho mọi người, để em xem nào, combo sẽ là 1 triệu 1, gọi là 1 triệu 250 nhá. 1 triệu 250.000 là em sẽ bao ship tận nhà 2 cây. Còn 1 cây thì sẽ là 630.000 một cây nhá. Đó, 2 phân hơn 2 phân ấy. Toàn 2 phân, 2 phân rưỡi. Rất là ok nhá. Có cái cây này dáng lắc lắc này. Cây này dáng lắc lắc. Đó, lắc lắc. Đều đang quả lắm này. Quả nhiều này. Đó, cây đẹp. Cây rất là đẹp nhá. 630.000 một cây, bao ship tận nhà. Đó, ai lên đến vườn lấy thì em để cho mọi người 530.000 nhá. 530.000 một cây rất là đẹp. Này quá là rẻ luôn. Mua là hời lắm, cái lô này mua hời cực kỳ luôn nhá mọi người. Còn đây là 10 từ quý về, à 12 vụ nhá. 12 vụ về. 12 vụ này về thì cũng đang bắt đầu chớm quả nhá. 12 vụ vẫn để ra đấy, cái cây này gốc này. Đấy, gốc dưới của nó 4 phân luôn mọi người. Đó, gốc dưới 4 phân luôn này. 1 triệu 2, 2 cây bao ship tận nhà nhá. 1 triệu 2, 2 cây bao ship tận nhà cho mình nhá. Ok chưa? Đây có thằng này 12 vụ này. Gốc này hơi bé này, để cho mọi người 600.000 bao ship tận nhà. Hoa này. Cái này thoát thân 60 phân luôn ạ. Quay qua mọi người này thôi. Em phải dọn được chỗ xong em mới đo được cây rồi đánh số để mọi người xem nhá. Đó, 1 triệu 2, 2 cây bao tận nhà luôn nhá. Lê về đây mọi người. Lê em còn chưa tháo được bao này. Lê chưa tháo được bao ra. Còn chưa biết tình hình nó ra làm sao. Quả này. Đó, quả của nó đấy. Lê về rất đẹp luôn ạ. Lê đẹp lắm mà chắc chưa tháo được. Đợi hẹn mọi người video sau nhá. Ai cần mua nho này, đẹp lắm này. Ôi, nó cao lắm, cao vừa đẹp vừa to. 2 phân, 2 phân rưỡi nhá. 2 phân đến 2 phân rưỡi, 580.000 một cây. 630.000 bao ship tận nhà. Quả này mọi người. Quả này. Đó, quả nhiều nha. Quả nhiều lắm. Em hôm nay em sẽ đóng hàng để trả mọi người nhá. Đóng hàng để trả mọi người, hôm nay đầu tuần sẽ đóng hàng để trả mọi người. Thì hẹn mọi người vào ngày mai. Em dọn bớt hàng đi thì em sẽ lên một video thật chi tiết để mọi người xem nhá. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ, táo em vẫn còn rất là nhiều nhá. Ai cần mua cây gì thì liên hệ với em. Số điện thoại 0967439699 hoặc kết bạn Zalo với em nhá. Kết bạn Zalo với em cũng là 0967439699 nhá. Việt quất ạ. Ngọt lắm mọi người.
không có thuốc đâu. Ăn thoải mái nhá. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ nhá.